các bạn đã quay trở lại kênh youtube của mình nhé. Hôm nay chúng ta lại tìm hiểu về nạp Network nhé. Thông tin cơ bản về chuyển mainnet chúng ta. Vui lòng làm theo theo các bước sau để chuẩn bị chuyển số dư di động kỳ của bạn sang mainnet. 1. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Kỳ Tải xuống ứng dụng trình duyệt Kỳ từ cửa hàng ứng dụng iOS cửa hàng Google Play. Tại đó, bạn có thể tạo ví kỳ không cần giám sát, xác minh KIC và truy cập các ứng dụng kỳ khác trình duyệt ti cần thiết để hoàn thành nhiều bước chuyển mainan hai tạo ví ti ví ti là nơi bạn nhận và lưu trữ số ti của mình trên ti tìm ứng dụng ví trong trình duyệt Ki. ba quyết định bạn muốn khóa bao nhiêu ti trước khi chuyển số dư di động của bạn sang mainan bạn có thể tự nguyện khóa một phần số dư có thể chuyển của mình để khai thác với tỷ lệ cao hơn sau này việc chuyển mainan sẽ không xảy ra cho đến khi bạn xác nhận 4. Gửi đơn đăng ký KIC của bạn, sắp ra mắt. KIC, xác minh danh tính, là điều kiện tiên quyết để chuyển số dư di động của bạn sang chuỗi khối Mainnet. Truy cập ứng dụng KIC trong trình duyệt ti để xác minh danh tính của bạn và gửi đơn đăng ký KIC của bạn. 5. Kết quả KIC sẽ phụ thuộc vào xác minh danh tính, trùng khớp tên của bạn với tài khoản kia của bạn, sàng lọc AML của chính phủ và danh sách xử phạt chống khủng bố, và nếu tài khoản có lịch sử vi phạm chính sách hoặc tập lệnh. 6. Mời các nhóm của bạn hoàn thành KIC để chuyển thêm ti. Nhiều hơn số dư trên di động của bạn sẽ có thể chuyển được sang Menon, với tư cách là nhóm giới thiệu và vòng kết nối bảo mật của bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video, chúc các bạn có thật nhiều ti nhé. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé.